Khi đại lý gọi, PMG chúng tôi lên đường. Chả là chiều muộn ngày 25 tháng 5, có khách của anh chị đại lý yêu cầu hạng mục thi công bán sàn phải làm gấp cho ngày mai để kịp tiến độ khánh thành công trình. Ngay lập tức, chúng tôi vận chuyển hàng, sắp xếp anh em đội thợ để kịp thi công cho khách hàng xong cho ngày mai. Sàn gỗ Đông Hoa, sàn gỗ số 1 của Hàn Quốc. Rất cảm ơn các anh chị đại lý đã tin tưởng. TMG chúc các anh chị nhiều sức khỏe, buôn may bán đắt.